Xin chào mọi người. Hôm nay Hồng Anh, Tại Nghĩa, Vũ Long sẽ thực hiện thử thách ăn bánh mì chấm sữa. Yeah. Đây là một đĩa bánh mì khổng lồ chúng mình. Rất là nhiều bánh mì và bánh mì này vừa ra lò nên rất là nóng hổi. Rất là nóng đó các bạn ơi. Ở trên cái đĩa của bạn Hồng Anh là 9 cái bánh mì đấy. Vậy có nghĩa là mỗi người sẽ có 3 cái. Nhưng thực chất trong thử thách này thì mình sẽ xem ai ăn được nhiều nhất, ai là người phải bỏ cuộc và ai là người trụ đến cuối cùng. Có thể ăn hơn 3 cái hoặc ít hơn, nhưng mà nếu như người khác đã chịu gọi là gì nhỉ? Chịu thua và không ăn hết thì nhưng mà tốt nhất là những khi người nào đã chịu thua rồi thì các chịu con ăn được vẫn cứ ăn, chứ đừng có bạn thua phát mình thôi tớ cũng bỏ cuộc đây. Vừa ăn chán vừa đúng không? Bánh mì nóng hổi chấm với sữa ông thọ rất là ngon, nên các con hãy làm thử thách ăn thật ngon, thật vui và ăn thật nhanh vào, không có bánh mì nguội mất. Sẵn sàng chưa? À quên mất hình phạt. Và hình phạt của chúng mình, các con nhìn trên các bạn nhìn trên này nha. Hai miếng chanh này là một nửa quả chanh đấy, và người thua sẽ phải ăn chanh và xem là người thua đấy khả năng ăn hết hai miếng chanh đấy hay không, hay chỉ một miếng thôi. Vậy chúng ta bắt đầu thử thách nha. 1, 2, 3. Wow, nhìn ngon mà. Ủa ngon nhỉ, rõ giòn nhỉ, ngoài giòn bên trong thì rất là đặc ruột, nóng nóng nữa. Đúng rồi, bánh mì này của chúng mình là bánh mì đặc đấy, người ta gọi bánh mì que đấy. Mà con bánh mì que thì Nghĩa chấm sữa thận giỏi hơn mà hơn nha. Hai mỗi bạn xem mình giới nha. Để trước mặt mình là thận giỏi. Các con có thể chấm trực tiếp ăn hoặc là xé miếng nhỏ lên như đầu hai cũng được. Để là cảm thấy ăn thế nào, trước tiện thì ăn. Ăn bánh sau khi ra lò rất là mềm. Còn bánh để một lúc sau nó nguội thì cứng. Rất là khó. Bánh mới thì vỏ giòn bên trong thì mềm và nóng đúng không? Rất là ngon. Thơm luôn. Một bánh mì. Nghĩa hơn cái tờ giấy vào trước các con. Thực ra khi ăn bánh này và lúc mình còn bé thì mình toàn móc hết ruột nó là rồi ăn. Móc ruột bỏ vào đúng không? Cứ như thế. Và các bạn ơi, bây giờ là 4,5 triệu các bạn ạ. Bữa cơm các bạn cũng vừa mới kết thúc và tuần này rất đói. Nên là món bánh mì này có lẽ là rất là khoái khẩu luôn ấy. Dù là không có thịt gì cả nhưng mà bánh mì chấm với sữa rất là ngon. Đừng hết rồi. Rất là ngon luôn. Mình ăn thêm một cái rồi. Uầy, cho bọn nhé. Bọn thấy mà bánh rất là thơm lại. Các bạn có nghe thấy tiếng bánh mì giòn tan trong mồm các bạn không? Rất là giòn, rất là ngon. Và chấm với sữa thì là... có thấy béo ngậy không? Không. Vị sữa mình bị bánh. Mình đang ăn sữa đặc nên rất là ngon đúng không? Hôm sau chúng mình thử ăn bánh mì chấm tất cả các loại. Chấm. Loại gì đó. Tính tệ lắm. Đúng mỏng quá. Hồng Anh ăn gần hết cá thôi đúng không? Thấy no chưa? Cố lên. Nó khô quá. Trời, nhai từ từ, bình tĩnh. Ăn khô quen dần đi. Làm xong rồi. Ăn cái gì khô con mình khát nước rồi, chưa con chả bao giờ khát nước. Không. Chả bao giờ uống nước. Không nước làm chiều nước ngọt thôi. Uống chả sữa, uống sinh tố, uống siro. Trời hanh khô như thế này chúng mình phải uống thật nhiều nước lọc, kể cả trai cả gái thì mới có cái làn da đẹp, môi không nứt nẻ được. Hồng Anh môi cũng hơi bị nứt đúng không? Trong video trước là môi Hồng Anh sứt một miếng luôn ý. Đại Nghĩa cũng bị nứt môi đúng không? Không. Vì các con không chịu uống nước lọc gì cả. Uống nước lọc cơ thể nó mới giải nhiệt được, nó mới thanh mát cơ thể được. Cung cấp đủ nước cho da, da không bị nứt. Rất ít khi uống nước lọc lắm. Long ăn được nhanh thì Long ăn bình thường nha con nhé. Mình đang làm thử thách đấy. Và đặc biệt là ăn bánh mì với cả sữa ngọt rất là ngon miệng xong mà ăn chanh ấy thì không biết cảm giác sẽ thế nào. Nên tất cả mọi người phải phấn đấu nha. Phấn đấu đừng để bị thua cuộc. Mỗi người đến cái thứ... À đang ăn cái thứ hai đúng không? Mà khô cổ quá. Tao cố nhai mạnh không nhai được. Chấm nhiều sữa vào. Bọc vào đi. Đúng rồi. Bởi vì là để công bằng thì không đúng nước.
Cốc nước thì chỉ dành cho người bị thua cuộc khi ăn chanh thôi. Con thì còn có uống nước thì con hãy thua cuộc và con ăn chanh để con uống nước. cố lên. Bạn nghĩa làm gì mà con này để sữa giấy lên trên bánh kia? Quan đâu chấm lên đấy đi, mồm này ôi. Mọi người dùng đấy lau miệng đi nhỉ, để sữa giấy ra cho công việc trai là phải thế nào cả. Ăn đâu chấm đấy thôi, con chấm vừa thôi, đừng dây lên phía trên nó dính đầy vào tay kìa. Đây con không có gì ạ. Mày tội anh ấy. Mày mày phải ăn. Nhìn sữa giấy các bạn ơi. Khi mà chúng mình đi du lịch xa hay đi chơi đâu với nhóm ấy, nhất đi cắm trại có bánh mì kèm theo rất là ngon. Hoặc là bánh mì chấm sữa hoặc là bánh mì kẹp. Thịt ai nấu được cũng mang đi. Nếu mà có thịt nướng thì ngon quá là gì nữa đúng không? Còn mình kẹp chả, kẹp ruốc. Kẹp ruốc thì còn khô hơn cả chấm sữa luôn ý. Ăn hết cái con đã rồi lấy cái tiếp theo. Ăn hết vọt mềm mình sẽ ăn xong rồi ăn. Nói chung là người nào mà ăn xong 3 chiếc bánh đầu tiên thì người đó sẽ người thắng cuộc nhá. Bà Long đã ăn đến cái thứ 3 rồi. Mới ăn 2 bánh mì hơi no no. Chưa người chịu thua thì sẽ có người thắng cuộc sớm đấy. Nó nước quá. Nước ơi. Nhiệt của lên này. Nước ơi, nước phải gặp bạn Chanh. Long cố lên con, kẹp bạn Nghĩa. Trên này bạn Nghĩa cũng ăn cái tô cơm rất là to thôi. To bự luôn ấy. Ăn cơm xong đi chống nước đúng không? Các bạn này rất là lười uống nước luôn ấy. Long ăn mì xong chắc không nước. Long về nhà bà xong Long xuống nhà cô chơi luôn à? À không chơi, con vẫn uống nước. Về bà ăn hụt nước. À đúng rồi, con uống nước xong rồi con để luôn cái cốc trên bàn này. Trên này ăn mì spaghetti đúng không? Đúng rồi, nên ông anh con cơm ăn mì spaghetti. Bạn Nghĩa được ăn mì xong em cơm thêm. Ăn một tí. Bạn Nghĩa thôi, sao lo mồm con, vẫn còn cái nữa mà. Nó lo rồi, nó tiếp. Ngờ quá. Bực lên. Bực lên. Có sợ chanh lắm. Liếm một giây rồi luôn. Nếu bỏ cuộc sớm thì hai bạn kia đã về ăn đúng không? Còn nếu không bỏ cuộc các bạn cố ăn. Đi ăn cố lên. Bánh mì. Ba cái thứ nào mà kia một cái kẹp với thiết bị trang bị thế. Bánh mì cho tôi làm. Bánh đèn bình thường. Ừ, có bánh đèn. Cái đèn đèn này. Bánh đèn 5 cái. Xúc xích ăn được 7 cái. 4 cái. 7 cái. 7 cái chứ bạn chứ lắm. Lắm 7. Bà Long thì hôm trước ăn em chưa dám. Bà Long ăn gì? Bánh trưng sớm quá nên là bà Long không thể ăn được nữa. Chết chứ. Trước khi làm tay ăn các con đấy các anh chị khác còn phải nhịn ăn luôn vài ngày ấy thì mới có thể thử cách ăn được. Không. Anh Thành Nam anh nhịn 2 ngày, anh bảo nhịn 2 ngày đấy anh ăn mà. Ừ. Nhịn 2 ngày á? Thế là anh không ăn cơm nhiều, anh chỉ uống nước với cả anh ăn ít 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 cái gì thôi, phải lót dạ thôi. Anh để rỗng dạ dày đấy. Thế mày ăn đang mệt, thực mệt luôn. Anh thanh niên anh khỏe, các con chơi đến tuổi lớn thì các con vẫn phải ăn đầy cùng có bữa. Mình ăn được bao nhiêu thì mình ăn, không ăn nhiều quá vui thực. Mà không nhịn đói quá, sẽ hỏng dạ dày. Em ăn chưa? Chưa. Ăn nước miếng hơn đồ hành nhỉ? Nào. Đằng nào ăn ít nhất đúng không? Long xong 3 cái rồi, không cần đồ hàng nữa, Long thắng rồi. Thế là thế Long thắng, Long mà thắng nhé, là còn 2 người là phải đi tiếp. Phải có người thua. Thôi, giờ đồ hàng anh sớm mệt. Rồi, không ăn nữa, no rồi. Bảo thất kết từ đầu rằng nếu có một người đồ hàng thì kia không được bỏ cuộc ngay mà. Nhưng mà con quá no, con ăn được. Thế là nhé, thế là của Chanh nó thích mình. Cuối cùng là Hồng Anh đồ hàng chậm quá, Long phải ăn 3 cái bánh. Long rất là cố gắng luôn. Tối về 7 giờ ăn cơm được. Bây giờ rồi, con muốn về cho 5 giờ. Tí nữa không bao giờ ăn cơm đúng không ạ? Họ nghĩa mà con cơm mà đến đêm nghĩa là dên gì đói, nghĩa là ăn mì tôm. Xong lại béo. Xong lại béo, quay con cút. Okay. Rồi. Vậy là bạn nghĩa ăn thêm 1/4 cái bánh rồi đúng không? Bạn Long hết 3 cái bánh, bạn Long Anh thì 2 cái còn thừa, 2 cái vỏ. Yeah, nước của mình. Wow. Con được phép uống nước trước tiên Thanh không? Ăn chanh rồi ủa? Bạn thật đi. Từ từ bình tĩnh cho anh nhấm miệng tí cho nó hết sữa trong mồm đi nào. Hay là chanh chấm sữa? Hay à? Ok. Chanh chấm đường ăn được cơ mà, tại sao lại chanh chấm sữa không được? Chua quá. Mà con chanh hổng chua thế. Thôi cố lên hình phạt mà. Thôi chấp nhận thôi. Ăn một phần tươi quả đấy được. Nhai luôn, nhai bỏ luôn. Nhai luôn bỏ rồi. Vừa nhấm là chua. Ăn gần nổi ra luôn. Uống nước đi con, uống hớp nước vào mồm đi cho nó hết cái vị ngọt trong mồm nữa đi. Đó, mở rồi, cho nó không cổ. Sướng nhá, sướng. Cho nó cháy cổ. Ok.
Uống luôn ạ. Cho một luôn nhai. Thiếu nữa không? Cho không? Eo. Eo. Thế thì không được rồi, không được rồi. Ăn bẩn. Không được, 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 okay. Không được, ok. Ok, 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 đấy là nhai chỉ nhưng mà nhai vỏ thì đắng, đắng mới chua. Nhưng mà con nhai cả vỏ thì sẽ ngon hơn. Vì là cái vỏ nó sẽ giảm độ chua của cái tép ở trong ấy. Cho cả miếng ăn một nhai thử xem. Ăn bánh mì no rồi không sợ rồi. Bằng nghĩa sâu tính quá, ôi. Cố lên, cố nhé, cố lên, cố lên. Cầm đi giấy, giấy ăn đâu, giấy ăn của Hồng Anh đâu. Chẳng giấy ăn cho Hồng Anh. Hồng Anh ơi, bỏ giấy vào. Wow, quên sữa. Đây ông anh lấy giấy khác, ông anh lấy cầm lấy giấy. Ủa quá. Là ông anh xem là, ôi ông anh đã nhai hết cái muối chanh rồi nhưng mà bạn lại không thể nuốt được. Nó hăng hăng đắng đúng không? Chưa chưa đang đắng không? Con này cứ lấy cái bát sữa con ngậm sữa vào mồm đi. Lấy bỏ mì chấm sữa, chấm rất nhiều vào. Lấy chấm rất nhiều vào. Rồi ngậm nhiều sữa vào mồm đi. Đấy. Là điệu. Chấm vào mồm đấy cho nó bị chua. Rồi, bắt đầu ăn đi. Chấm vào mồm miếng luôn. Ờ nhỉ, ăn đi. Thôi chỉ nếu mà con ăn được một miếng thôi cũng được. Rồi các bạn cũng được. Ăn bánh mì ngọt xong. Ăn chanh hơi bị gây răng. Ngay từ đầu chị cũng đã nói là xem là người trình bạc có thể ăn được hết 2 miếng chanh hay không hay chỉ ăn được 1 miếng. Và các bạn này biết. Đây, các bạn này, các bạn nhìn thông cảm nhé. Wow, đây là miếng chanh. Phun sữa. Miếng chanh của Hồng Anh này. Núi lửa Hồng Anh phun ra con mì đó. Bạn đi xấu hổ khi chị cũng rơi miếng chanh. Xin thầy các bạn ạ. Xin thầy. Hết chua chưa? Con có thể ngậm thêm sữa. Hết chua. Hết chua rồi à? Uống nước rất là ngon đúng không? Bà Long nhớ lại cảm giác ăn cái chua hôm nọ nên bà Long đã phải cố gắng hết mình để ăn hết cái bánh mì thứ ba. Rất tiếc là bạn Hồng Anh không đồ hàng sớm. Đã bảo rồi, tính sẵn rồi. Ăn thêm ạ. Bạn Nghĩa thì tính đó sẵn rồi. Được hơn cái hai cái bánh mì quả kém. Là bây giờ các con sẽ lại bị người thơ ra đây. Và thử thách ăn bánh mì chấm sữa của mình đấy là kết thúc. Mọi người hãy bấm like, subscribe và đừng quên ấn nút chuông thông báo để nhận được nhiều video mới nhất từ chúng mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Tạm biệt. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.